Cách uống mật ong chữa bệnh, cả đời không cần dùng đến thuốc. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, mật ong được nhiều người coi là quà tặng của Thánh Thần nhờ công dụng kỳ diệu của nó. Không phải cho đến tận bây giờ, xã hội hiện đại mới biết đến tác dụng của mật ong, mà ngay cả trong các cuốn sách cổ xưa, người cổ đại đã không ít lần ca ngợi mật ong về khả năng sát trùng, tiêu diệt vi khuẩn tự nhiên của nó. Mật ong dùng không thì cũng đã tốt rồi. Tuy nhiên, nếu biết cách kết hợp cùng các nguyên liệu khác thì còn làm gấp đôi công dụng của chúng. Càng dùng càng bổ, bách bệnh đều tự khắc tiêu tan. Do đó, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với cô bác những cách sử dụng mật ong để điều trị bệnh. Nó rất hữu ích, thế nên cô bác nhất định đừng bỏ qua nhé. Đầu tiên, đó là siro chanh đào mật ong, liệu pháp chữa cảm cúm và đau họng nhanh tức thì. Trước đây, cứ mỗi lần chuyển mùa hay nhiệt độ xuống thấp đột ngột là tôi lại bị cảm, ho, đau rát họng, có khi mất đến vài ngày mới khỏi. Tôi không muốn lạm dụng kháng sinh nhiều, thế nên tìm hiểu những phương pháp tự nhiên, an toàn, lành tính mà thôi. Và tình cờ, tôi thấy người ta có hướng dẫn làm chanh đào mật ong. Tôi cũng thử làm theo và sử dụng thì thấy đúng là hiệu quả, chẳng thua kém bất cứ loại siro ho nào cả. Hỗn hợp tuyệt vời của mật ong, gừng và chanh đào sẽ giúp giảm ho, giảm đau họng cực kỳ hiệu quả. Gừng và một số loại thảo dược khác có thể giúp làm giảm triệu chứng viêm của cổ họng, trong khi mật ong thì làm dịu và loại bỏ vi khuẩn. Cô bác có thể pha thêm với nước trà để tăng hiệu quả sát khuẩn, chống sưng, giảm viêm của hỗn hợp này, đặc biệt là khi uống nóng. Khi bị ho, cô bác dùng chanh đào mật ong uống 3 đến 4 lần trong ngày, mỗi lần từ 2 đến 3 thìa. Trẻ nhỏ thì một ngày uống 3 đến 4 lần, mỗi lần từ 1 đến 2 thìa tùy theo lứa tuổi. Nên ngậm một lúc trong họng rồi từ từ nuốt xuống từng giọt. Lưu ý là chỉ dùng chanh đào mật ong cho trẻ từ 1 tuổi trở lên. Nếu cô bác ho liên tục và ho nặng thì nên mang theo một chai nhỏ có chứa chanh đào mật ong. Khi cơn ho kéo đến, hãy ngậm nửa thìa chanh đào mật ong hoặc là ngậm một lát chanh đào đã ngâm. Cơn ho lúc này sẽ giảm ngay lập tức. Ngoài sử dụng chanh đào mật ong, cô bác có thể tham khảo thêm nhiều mẹo chữa ho hiệu quả khác nhé. Thứ hai, đó là mật ong và chanh tươi giúp điều trị cảm. Nếu không thể kiếm được chanh đào thì cô bác hoàn toàn có thể thay thế bằng chanh tươi thông thường có sẵn trong tủ lạnh nhà mình cô bác nhé. Tất cả những gì cô bác cần chuẩn bị chỉ là một cốc mật ong, một muỗng canh vỏ chanh rất nhỏ, 2 lát chanh tươi vắt lấy nước. Cô bác cho cốc mật ong vào trong chén, thêm muỗng vỏ chanh tươi mới sắt nhỏ vào, rồi vắt 2 lát chanh để tăng hương vị nếu thích. Sau đó thì đun nóng hỗn hợp trong khoảng 10 phút, để nguội trong vòng 1-2 tiếng rồi cho vào lọ thủy tinh bảo quản. Cô bác có thể sử dụng hỗn hợp này trong vòng từ 1 đến 2 tuần, với điều kiện là bình được đậy nắp chặt nhé. Đây chính là công thức cổ xưa để làm dịu cơn sốt và các triệu chứng thường đi kèm với cảm lạnh thông thường. Ngoài ra, cô bác có thể uống một cốc nước ấm có pha vài giọt nước chanh và một thìa mật ong, uống vào buổi sáng chính là để giảm cân, vừa an toàn mà lại mang lại hiệu quả nhanh chóng. Cách giảm cân này đã được nhiều người áp dụng. Chanh sẽ giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể, làm sạch ruột và chống tích nước trong cơ thể. Mật ong thì có khả năng giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn và từ đó sẽ giúp cải thiện cân nặng một cách hiệu quả nhất. Thứ ba, đó là mật ong và quế giúp cải thiện sức khỏe một cách toàn diện. Những ngày thời tiết thay đổi thất thường dễ khiến cho chúng ta bị cảm cúm, đau đầu và mệt mỏi. Chính vì vậy, việc bổ sung một tách trà quế mật ong mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng là một điều thật sự rất cần thiết với tất cả chúng ta cô bác nhé. Theo y học cổ truyền thì quế và mật ong có thể phòng, hỗ trợ điều trị hầu hết các chứng bệnh. Chúng có hiệu quả với việc giảm cân, trị mụn trứng cá, nhiễm trùng bàng quang và nhiều những chứng bệnh khác nữa. Hai thành phần này có thể kết hợp với nhau để tạo thành trà hoặc là áp dụng ngoài da dưới dạng nước hay là mặt nạ. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, cô bác phải hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình đang ở mức độ nào. Ngoài ra, cũng phải lưu ý đến liều dùng nhé. Liều dùng trung bình của mật ong là từ 20 cho đến 50 g mỗi ngày, tức là khoảng một thìa nhỏ. Còn đối với quế là từ 0,5 g cho đến 5 g mỗi ngày. Thứ tư là mật ong và gừng giúp phòng ngừa bệnh đau dạ dày. Mật ong nguyên chất và gừng là hai nguyên liệu vô cùng quen thuộc trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Nếu như biết cách kết hợp hai nguyên liệu này thì sẽ đem lại tác dụng rất tích cực đối với sức khỏe. Trong khi mật ong được nhắc đến với tác dụng là kháng khuẩn tốt, bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất, giúp cho cơ thể phát triển toàn diện, thì gừng lại nổi bật bởi chất kháng histamine có trong thành phần, giúp điều trị cảm cúm và cảm lạnh hiệu quả. Việc sử dụng gừng ngâm mật ong đúng cách sẽ giúp cho cơ thể tăng cường sức đề kháng, chữa được rất nhiều bệnh thường gặp, trong đó có bệnh đau dạ dày đấy cô bác. Bên cạnh đó, cô bác nào đang gặp phải triệu chứng mất ngủ kéo dài dẫn đến việc mệt mỏi, mất tập trung, trí nhớ kém, ảnh hưởng tới công việc và học tập, thì để xử lý tình trạng này, cô bác có thể sử dụng gừng ngâm mật ong là một giải pháp hàng đầu. Gừng ngâm mật ong có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, an thần, nên việc sử dụng hỗn hợp này hàng ngày sẽ khiến cho tinh thần của cô bác cảm thấy thư thái hơn, bớt căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Để thực hiện hỗn hợp này, cô bác cần chuẩn bị gừng và mật ong. Sau đó rửa sạch gừng rồi thái thành từng lát mỏng, băm nhuyễn rồi cho vào lọ thủy tinh. Tiếp theo, cô bác rót mật ong vào lọ thủy tinh cho đến khi đầy bình. Ngâm cho đến khi nào nhìn thấy miếng gừng quắt lại là có thể sử dụng được rồi. Mỗi buổi sáng chúng ta pha từ 1 đến 2 thìa hỗn hợp này vào nước ấm để uống nhé. Tuy nhiên cô bác nhớ là không nên uống quá nhiều gừng ngâm mật ong, bởi vì vị thuốc này sẽ gây nóng trong người. Chỉ nên uống vào buổi sáng để phát huy tác dụng cũng như là hạn chế những phản ứng dị ứng của bác nhé. Thứ 5, đó là mật ong kết hợp cùng với ngũ vị hương giúp chữa đau răng. Công thức này sử dụng ngũ vị hương bởi vì trong ngũ vị hương có chứa một hoạt chất gây mê, giảm đau rất mạnh là eugenol. Ngũ vị hương đã được khoa học chứng minh là có chứa hàm lượng eugenol cao hơn 20 lần so với các loại thực phẩm và gia vị khác. Sự kết hợp của mật ong và ngũ vị hương sẽ giúp kháng viêm và giảm hẳn cảm giác đau răng. Ngoài ra thì ngũ vị hương và mật ong khi kết hợp với nhau còn cho ra một loại gia vị ướp thực phẩm rất ngon miệng. Không tin thì cô bác hãy thử ngay ngày hôm nay xem thế nào nhé. Thứ 6, đó là mật ong và giấm táo. Một sự kết hợp bất ngờ giữa mật ong và giấm táo sẽ có tác dụng ngăn chặn hiện tượng trào ngược axit dạ dày, nhất là khi giấm táo đã được chứng minh là có khả năng cải thiện tiêu hóa và hấp thụ khoáng chất. Hãy uống hỗn hợp này hàng ngày để điều hòa và phòng ngừa bệnh tật. Cô bác có thể thực hiện theo công thức sau đây. Pha 15 ml giấm táo và 21g mật ong trong 240 ml nước nóng để nguội và uống trước khi ngủ hoặc là sau khi ngủ dậy. Để uống dễ hơn thì cô bác có thể cho thêm chanh, gừng, bạc hà tươi, bột ớt hoặc là bột quế để tăng hương vị cho hỗn hợp này. Nếu sử dụng hỗn hợp này để điều trị trào ngược dạ dày hoặc là ợn nóng thì chúng ta nên uống hỗn hợp trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ. Tuy nhiên, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ nhi khoa trước khi cho trẻ sử dụng hỗn hợp này. Và ngoài ra, không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn mật ong của bác nhé. Thứ 7, đó là mật ong và sữa chua giúp điều trị mụn. Sữa chua giàu lợi khuẩn có thể giúp giảm viêm nhiễm và khôi phục độ pH tự nhiên của làn da. Trộn chung sữa chua và mật ong sẽ giúp tăng khả năng kháng khuẩn lên gấp đôi để trị mụn rất hiệu quả. Ngoài ra thì cô bác có thể kết hợp sữa chua, mật ong và cam với nhau. Hỗn hợp này sẽ giúp cho cô bác nói lời tạm biệt với gót chân khô và nứt nẻ. Sữa rất giàu vitamin A, một chất cơ bản giúp cho làn da khỏe mạnh như khả năng khôi phục và tái tạo. Cam lại là chất tẩy da chết, hóa học tự nhiên giúp loại bỏ vùng da khô. Còn mật ong vừa kháng viêm vừa có tác dụng dưỡng ẩm hiệu quả. Trên đây là những cách sử dụng mật ong cực kỳ tốt cho sức khỏe mà tôi tin là không phải cô bác nào cũng đều biết tới. Chúng ta hãy thử kết hợp theo những cách trên để trải nghiệm công dụng mà nó mang đến cho sức khỏe của mình, cô bác nhé. Mật ong rất tốt cho sức khỏe và là một loại mỹ phẩm tuyệt vời cho sắc đẹp của chị em chúng mình. Tuy nhiên, khi sử dụng để làm đẹp, uống, chế biến trong các món ăn thì chúng ta cần chú ý đến những điều cấm kỵ dưới đây để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của mình và gia đình nhà mình, cô bác nhé. Đầu tiên, đó là không nên dùng mật ong cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi. Mật ong dễ bị trực khuẩn tấn công và chúng sinh sôi nảy nở, thải ra chất độc. Người lớn có sức đề kháng tốt, thế nên ít khi phát bệnh như trẻ nhỏ. Các nghiên cứu khoa học cho thấy rằng lượng độc tố do 2.000 trực khuẩn sinh ra có thể làm chết một đứa trẻ nặng 7 kg. Vì vậy, cho dù mật ong có tốt đến mấy thì tốt nhất của bác cũng không nên dùng cho trẻ nhỏ, đặc biệt là những em bé dưới 1 tuổi của bác nhé. Thứ hai, đó là không nên sử dụng mật ong đã xuất hiện bọt khí. Do sơ suất trong quá trình bảo quản, lượng nước trong mật ong tăng lên, nếu vượt quá 20% thì làm cho nấm men phát triển nhanh và phân giải các thành phần dinh dưỡng của mật ong, khiến cho mật ong bị biến chất. Bọt khí xuất hiện là một dấu hiệu chứng tỏ cho sự biến chất này. Mật ong lúc này tuy không phải là hỏng hẳn, thế nhưng cũng sẽ không giữ được bao lâu. Và nếu như mật ong đã nổi bọt khí thì tốt nhất là cô bác không nên sử dụng nữa. Đừng tiếc của để rồi sinh bệnh vào người cô bác nhé. Thứ ba, đó là không bảo quản mật ong trong các lọ bằng kim loại. Bởi vì trong mật ong có axit hữu cơ và đường, dưới tác dụng của men, một phần các chất này biến thành axit ethylenic. Chất này ăn mòn lớp ngoài kim loại và làm tăng thêm hàm lượng kim loại trong mật ong và làm cho mật ong bị biến chất. Do mật ong dễ bị trừ khuẩn tấn công nên chúng ta không nên sử dụng mật ong đã để quá lâu, có xuất hiện bọt khí, mật ong đựng trong đồ kim loại có thể gây nguy hiểm khi sử dụng. Mật ong lý tưởng nhất là mật ong rừng, vàng, đặc sánh. Thành phần dinh dưỡng của mật ong bị phá hoại, người dùng dễ trúng độc với các biểu hiện như là lợm giọng và nôn mửa. Thứ tư là cần phải thử mật ong trước khi dùng nó để dưỡng da. Mật ong có nguồn gốc từ tự nhiên, thế nên được sử dụng cho hầu hết các loại da, kể cả là những làn da nhạy cảm mà không gây ra kích ứng. Tuy nhiên, ở một số người có cơ địa đặc biệt, mật ong vẫn có thể gây ra tình trạng mẩn đỏ, ngứa, rát. Vì vậy mà chúng ta nên thử mật ong trước khi dưỡng da. Trước khi sử dụng các loại mỹ phẩm làm từ mật ong, tốt nhất là cô bác nên bôi thử mật ong nguyên chất hoặc là mỹ phẩm tự chế từ mật ong lên mặt trong của cánh tay, để khoảng 20 phút rồi theo dõi phản ứng xảy ra. Nếu có dấu hiệu mẩn đỏ hay ngứa rát thì chúng ta nên dùng nước lạnh rửa sạch ngay. Nếu không có dấu hiệu bị dị ứng thì chúng ta có thể yên tâm sử dụng nguyên liệu này để làm đẹp cho gương mặt rồi. Ngoài ra thì khi sử dụng mật ong, chúng ta cần lưu ý thêm, đó là không nên uống nước chanh mật ong quá chua. Điều dễ hiểu chính là bởi vì buổi sáng dạ dày của chúng ta chưa có gì, nếu ngay lập tức lúc này mà cô bác uống vào một cốc nước quá chua sẽ khiến cho lượng axit tăng cao. Nếu như thường xuyên làm như vậy sẽ dễ dẫn đến hiện tượng viêm loét dạ dày. Với những cô bác nào bị lạnh bụng, tiêu chảy, mắc bệnh hen suyễn, tiểu đường, suy tim hay là bị huyết áp thấp, rối loạn chức năng đường ruột thì không nên uống mật ong, ngay cả mỗi ngày chỉ uống một muỗng. Bởi vì mật ong có chứa một chất giống như là acetylcholine có tác dụng làm giảm huyết áp. Như vậy là trong video ngày hôm nay, tôi đã chia sẻ với cô bác về 7 cách sử dụng mật ong trị bệnh không phải ai cũng biết. Đầu tiên đó là siro chanh đào mật ong, liệu pháp chữa cảm cúm và đau họng nhanh tức thì. Thứ hai đó là mật ong và chanh tươi giúp điều trị cảm. Thứ ba đó là mật ong và quế giúp cải thiện sức khỏe một cách toàn diện. Thứ tư đó là mật ong và gừng giúp phòng ngừa bệnh đau dạ dày. Thứ năm là mật ong kết hợp cùng với ngũ vị hương giúp chữa đau răng. Thứ sáu là mật ong và giấm táo. Và cuối cùng thứ bảy đó là mật ong và sữa chua giúp điều trị mụn. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ, tránh những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống hợp lý, đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.